xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Di Đà Phật, cảm ơn tất cả quý vị đã giữ làn sóng của đài. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta phân tích những cái lời Đức Phật dạy để làm thế nào chúng ta báo đáp công ơn của cha mẹ và báo đáp thế nào là đúng. Vậy thì ở thế gian có báo đáp hay không? Thưa có, chứ không phải là không có. Thì ở thế gian đưa ra chỉ 9 chữ cù lao, tức là sanh cúc phủ xúc trưởng dục rồi cố phục phúc, 9 chữ. Rồi đối với ở trong cái bài kinh Đại Báo Phù Mẫu Trọng Ấn thì có 10 điều. Từ điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, điều thứ hai chu đáo mọi bề, cho điều thứ 10 nghĩa là không lo trâu chuốt, vân vân như vậy. Như vậy thì so ra cái lời Đức Phật dạy, và trong cái 10 điều đó, hoặc giả là hơn cái thế nữa chứ không phải là trong 10 điều đó thôi, thì nó có khác gì ở ngoài đời mà cổ nhân hay là trong kinh Minh Tâm Bửu Giám, trong Minh Tâm Bửu Giám có nói về 9 cái chữ đó. Nhưng mà so sánh hai cái đó thì thấy cái nào nó ngang nhau, hay là cái nào đúng, hay là cái nào để mình thực hành mà nó hữu hiệu hơn, thì xin ngài đồng chí chia sẻ cùng với đại chúng. Dạ, thì ở quan niệm của Nho giáo và ở dân gian á, chúng ta nói là đội ơn chứng cử cù lao á, thì như hòa thượng vừa nói đó là có 9 chữ: sanh cúc phủ xúc trưởng dục cố phục phúc. Sanh là sanh địa ra, cúc là ẻm bông, phủ là giống như là mình ôm bế nâng niu, xúc là bú mớm cho ăn, trưởng là nuôi dưỡng lớn lên người chăm lo, dục là giáo dục dạy dỗ, cố là cái giống như là hoài cố đó, tức là nhìn, là tưởng, là đoái, là nghĩ, là quan tâm. Phục phúc, phục là luôn luôn gần gũi, và phúc đó là che chở, luôn luôn ở tư thế là bảo vệ, lắng nghe, hiểu thấu và che chở. Thế thì đó là ơn chiến cũ cù lao ở ngoài dân gian hoặc là của Nho giáo. Còn 10 ơn mà hòa thượng vừa nhắc là điều thứ nhất giữ gìn thái giáo, thân trần sẽ đéo mọi bề, thứ hai sanh đĩa gom ghê, thứ ba ăn đánh đua kỳ, là thứ tư lại còn khi ngủ ước mà nèm khó đéo thần con xéo rửa trôn miễn rằng chuyện gì, miễn rằng nó ấm không nghe gì đó, điều thứ bảy vân vân. Thế thì tự trung á, thì 10 điều đó của Đức Phật dạy nó cũng khá là tương đương trong cái 9 cái chữ cù lao. Thì cũng không biết là cái thời của ông Khổng Tử, thời của Đức Phật nó cũng hơi gần gần nhau, không biết cái tinh hoa có thể gọi là tư tưởng lớn gặp nhau, thì cái sự mô tả về, hay là nhìn thấy quá trình mà nuôi nắng từ cái bào thai từ nhỏ đến lớn, thì nó cũng tuy rằng cái ngôn từ nó hơi khác nhau, nhưng mà quả nhiên là để mà nuôi dưỡng chăm sóc mẹ. Nhưng mà ở trong cái kinh Bái Phù Mẫu Ấn mô tả nó hơi kỹ lưỡng hơn, chẳng hạn như là chỗ ướt rồi mẹ nằm khô ráo phần con, rồi tắm giặt rửa trôn rồi vân vân, thì nó chi tiết nó sống động hơn. Còn kia là dùng cái tử chữ nó hàm xúc như vậy. Thì nhưng mà chính cái sống động đó Đức Phật đã mô tả một cách cụ thể, sống động hơn, và như vậy là khiến cho mọi người nghe là nhớ liền, là cái hình ảnh nó hiện ra liền. Thế thì cái công lao của Đức Phật, nhưng mà trong cái kinh Bái Phù Mẫu Ấn á, thì cái ý của Phật nó cao hơn ở chỗ này, là ngay ban đầu vô mà lạy đống xương khô là đã cao rồi. Ở bên đạo Nho giáo ngoài đời người ta không nghĩ tới cái điều đấy, ta không nghĩ tới cái điều mà
rất là hay. Đức Phật đã mở đề, không phải là mở đề nhưng mà có thể là một cái cảm xúc của Ngài, rồi nó đi vào mạch văn rất là hay. Tự nhiên đi đường kia là lễ đóng xương, mà cái chuyện này Ấn Độ có thể xảy ra bởi vì họ chôn, họ khiêng cái cán rồi họ bỏ hay là điếu tán vân vân cả những khu đồi á. Thì hay là đôi khi bỏ xuống sông Hằng nó trâu tấp vô một cái bờ nào đấy thì cái xương nó cũng có đấy. Đó thì lễ xương, rồi Ngài A Nan hỏi ủa chứ sao lễ vậy, thì Đức Phật trả lời là trong đống xương đó là cũng có ông bà cha mẹ, kể sanh ta hay kể ta sanh, luân hồi sanh tử, tử sanh, lục thân đời trước, bây giờ còn đây. Thế có nghĩa là trong đống xương đó là chắc là cũng có ông bà cha mẹ của mình. Thì cái điều này, cái thế gian với đạo Khổng người ta không có bàn sâu về luân hồi, về tất cả chúng sanh là cha mẹ trong cái dòng tương quan, tương duyên, trùng trùng duyên khởi như vậy. Và đó là nói cái mạch mà kể công ơn thì hơi gần giống nhau, nhưng mà cái chiều sâu á là cha mẹ là gồm có những ai á, là tất cả chúng sanh đều có thể là cha mẹ của mình, là nó sâu sắc hơn. Và cái cách báo hiếu nữa, cả cái kinh đó dạy nó sâu sắc hơn. Thì như vậy là cái để mà kể cái công lao thì nó hơi gần giống, bởi vì nó dễ thấy là từ khi chăm sóc em bé tới khi lớn thế nào thì Đức Phật, nhưng mà Đức Phật hay hơn là cái ngôn từ nó sống động hơn, nó ấn tượng hơn, đọc vô là thấy nó đập vào mấy cái hình ảnh mình liền, nó tạo những cái hình ảnh vậy. Ví dụ tắm giặt rửa trôn, chỗ nằm khô ráo, chỗ nằm mẹ ướt, nằm khô ráo con coi. Như vậy là cái nghệ thuật đó, mô tả nó rất hình tượng, nó rất ấn dụ, nó rất sống động, nó đập vào trong trí nhớ của người. Nó có tương đồng nhưng mà cái nghệ thuật văn chương nó hay hơn, để mà nó sống động, dễ nhớ hơn và nó khiến cho mình nhớ một cách sâu sắc hơn. Và riêng là cha mẹ nhiều đời kiếp và báo hiếu thì nó lại rất là cao hơn nữa. Cái đấy thì không thể nào ở ngoài thế gian tì được. Cảm ơn đồng chí rất là nhiều. Thôi quý vị thấy đó, giữa so sánh của thế gian và chính cái chữ cù lao, chỉ nuôi dưỡng che chở cho con để khôn lớn, trưởng những con khôn lớn. Và Đức Phật cũng có nói cái điều đó chứ không phải không. Nhưng nó vượt hơn cả cái thế gian, như quý vị thấy rằng là dạy, hướng dẫn cho những người con nó tu tập để vượt tất cả những cái sự khổ đau, hướng dẫn cha mẹ làm tất cả những cái thiện nghiệp để mới vượt tất cả những cái khổ đau, vượt thoát khỏi cái sanh tử. Mà không phải chỉ có cái đời này không đâu, mà còn nhiều đời nữa, đời này đời khác, có thể là rất là nhiều đời như vậy. Cho nên Ngài mới nói rằng là trong đống xương đó cũng có nhiều đời, có kẻ sanh ta ông bà cha mẹ, kẻ sanh ta, kẻ ta sanh đó, luân hồi sanh tử, tử sanh đó. Nó rõ ràng như vậy thì nó vượt hơn nữa, để chúng ta mới thấy rõ được rằng không phải là chỉ một kiếp này chúng ta cũng làm con hay làm cha làm mẹ mà thôi, trong nhiều kiếp để chúng ta chi, chúng ta tu tập, mà nhờ cái tu tập như vậy nó mới thoát khỏi tất cả các cái sự khổ đau ngay trong hiện tại này, chứ không phải là đợi sau khi chết chúng ta mới tu tập đâu. Cho nên chết chúng ta mới có cái phước báu, thưa quý vị. Cho nên ngày rằm U Lan thì chúng ta nhớ đến công ơn của cha mẹ rất là nhiều rồi, nhưng mà thực hiện những cái lời Đức Phật dạy nữa, cái điều đó hết sức quan trọng. Chứ không phải chỉ là có mình cái ngày rằm á, mình tới mình đeo một cái bông hồng, bông trắng, trên bông vàng trên áo, mình nói là đây báo hiếu mẹ, đeo cái hoa hồng đó rồi mình mới báo hiếu cho cha mẹ, cái điều đó không có đủ rồi, chưa đủ một phần nào, nhưng là một phần nào cả. Ví dụ chưa tẩy được một hộp cát trong sa mạc, chứ đừng có nói một cái giọt nước trong cái đại dương, không có đâu. Cho nên chưa đủ, phải thực hiện những lời Đức Phật dạy nó mới đem lại lợi ích. Vậy thực hiện như thế nào? Cái điều đó hết sức quan trọng đối với tất cả chúng ta, thưa quý vị. Như vậy thì thưa với Hòa Thượng rằng ở trong Kinh Vu Lan thì có khi mình là Ngài Mục Kiền Liên khi đến cứu mẹ, nhưng mà rồi một mình dù có câu là dù ông thần lực nhiễm màu thì ông cũng không có thể cứu mà đặng đâu. Thì không biết là tại sao Ngài Mục Kiền Liên có thần thông như vậy mà tại sao không có thể cứu mẹ được. Như vậy cái sự tu tập của Ngài có uổng chăng, hay là cái báo hiếu của Ngài nó vô bổ khi mà Ngài đã đi tu xuất gia để mà báo hiếu cho cha mẹ, thì cái chỗ này nó có ý nghĩa như thế nào, thì xin Hòa Thượng chia sẻ cùng với đại chúng. Di Đà Phật, xin
Cảm ơn Hòa Thượng về cái câu hỏi vừa rồi. Thưa quý vị, khi mà Đức Phật dạy như vậy, Ngài muốn trao cho chúng ta một bức thông điệp vô cùng trọng đại. Đó là phàm làm bất cứ việc gì cần phải vận dụng cái sức mạnh tổng hợp. Còn đơn phương dù tài ba như thế nào cũng không thể một mình trung toàn bao nhiêu cái việc lớn. Cái việc báo hiếu là một cái việc trọng đại, còn phải vận dụng cái năng lượng tổng hợp của tăng đoàn và nhờ cái sự chú nguyện bỏ cái năng lực tổng hợp thì mới có thể giúp cho bà Thanh Đề chuyển hóa những cái nghiệp chướng. Cái điểm mà chúng ta để ý ở đây là giải khổ dukkha, mà khổ là nói đến cái nỗi khổ của tâm, còn đau là nói đến cái sự đau đớn của cơ thể sinh lý. Cho nên đó, có một số những cái người tà kiến vì không hiểu chánh pháp, do vậy mà bằng một cái suy nghĩ rất là thấp kém đã cho rằng làm gì mà nhờ chư tăng tụng kinh chú nguyện rồi giải khổ được. Như vậy thì nó đi ngược lại với cái luật nhân quả nghiệp báo. Nó là người nào làm nói chịu, họ chỉ hiểu nhân quả nghiệp báo một chiều theo đường thẳng, chứ không hiểu rõ những cái chi tiết mà Đức Phật đã khai thị. Bởi vì ngoài cái nhân và quả còn có duyên, chứ không phải chỉ hiểu nhân quả một chiều theo đường thẳng. Đến cách đây khoảng 9-10 năm, có một số người vì thiếu hiểu biết về Phật Pháp, có những cái định kiến sai lầm đối với Phật giáo, và đặc biệt là cái tà kiến quá nặng, không có nghiên cứu về Phật Pháp mà lại lên tiếng nói về Phật Pháp. Cái đó là một cái sai lầm rất là lớn. Ví dụ như mình không hiểu về khoa học mà mình đi nói về khoa học, mình không hiểu về triết học mình lại đi nói về triết học, vân vân và vân vân. Những cái người mà nói đó chưa một ngày tu tập, chưa ý thức rõ cái năng lực thanh tịnh, cái sự nhất tâm chú nguyện, cũng như là cái khái niệm về cái thuật ngữ dukkha ở trong đạo Phật như thế nào. Thành thử ra đây nói một cách rất là ngắn bức thông điệp trọng đại mà Đức Phật đã trao cho chúng ta, dù ở bất cứ một cái lĩnh vực nào cũng phải vận dụng cái sức mạnh tổng hợp, mà đặc biệt là cái năng lực thanh tịnh tổng hợp của tăng đoàn thì mới có thể giải thoát nỗi khổ, không chỉ đối với bà Thanh Đề là thân mẫu của tôn giả Mục Kiền Liên, mà là cho tất cả mọi loài chúng sinh. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải suy niệm để có thể thẩm thấu, để có thể thâm nhập cái lời dạy hết sức là quan trọng của Đức Thế Tôn. Xin cảm ơn Hòa Thượng. Và ở trong kinh Thiện Sanh, Đức Phật có dạy cho Ngài Thiện Sanh về tất cả những cái việc làm con đối với cha mẹ. Con đối với cha mẹ như vậy thì tức là phải cung phụng, không là thiếu thốn là cái điều thứ nhất, và làm cái gì phải thưa với cha mẹ là điều thứ hai, và không có trái với điều cha mẹ dạy là điều thứ ba. Và điều thứ tư tức là không có trái điều cha mẹ dạy, rồi cái văn lời cung phụng, rồi không có cản những cái việc làm của cha mẹ, việc lành á, chánh niệm của cha mẹ. Có năm điều như vậy. Nhưng mà Đức Phật, thưa quý vị, Đức Phật rất là công bằng. Ngoài cái việc con phải
phải làm theo những cái lời cha mẹ, những cái điều có cung phụng cha mẹ rồi, nhưng mà còn năm điều ngược lại thì Đức Phật cũng rất cân bằng, cha mẹ cũng phải làm những cái điều, năm điều cho con cái. Thì xin ngài đồng chí giải thích cho năm điều mà cha mẹ cũng phải làm lại cho con cái, hiểu như thế nào này? Dạ, thì trong kinh Thiện Sanh á, thì Kỳ Lao Việt á, thì trong đó có năm điều mà cha mẹ nên làm cho con cái. Điều thứ nhất là nuôi dưỡng con cái. Điều thứ hai là dạy con cái biết việc thiện, việc ác. Điều thứ ba là giúp cho cái việc mà dạy nghề cho con cái. Bởi vì có nghề mới sống được, sống chánh mạng được. Cũng như sau này người ta phải có con cái nó tốt nghiệp đại học, có nghề nghiệp rồi đó. Và điều thứ tư là dựng chợ vợ gả chồng cho con cái. Thì tất nhiên ở Âu Mỹ nó khác, nhưng mà cái văn hóa của Á Đông, mà nhất là văn hóa của Ấn Độ á, con gái phải bỏ tiền hồi môn cưới chồng. Nếu mà con gái mà cha mẹ không cưới thì không bỏ tiền ra thì cưới sẽ có ông chồng tốt được. Đấy, thì không lo làm sao được. Còn cái văn hóa kiểu mà ông Mỹ nghĩ nó khác à, lớn lên tự lo. Và một điều nữa là trao gia tài cho con đúng lúc. Nghĩa là bây giờ nếu nó dựng vợ gả chồng, nó cần vốn liếng làm ăn rồi, bây giờ nó có thể giữ sản nghiệp phát triển được thì lo trao. Đấy, thì là năm là nuôi dưỡng, dạy đúng thiện ác, nghề nghiệp, vợ gả chồng và treo gia tài đúng lúc. Thì nó rất là tâm lý và rất là thực tế để mà bảo đảm một cái cuộc sống an lành. Ở trong đó có dạy cái điều thiện, điều ác là tốt rồi. Đấy cũng là nếu mà cha mẹ mà thấm nhuần về Phật giáo thì dạy về những điều thiện, điều ác là nó bao gồm tất cả, không làm các điều ác mà siêng làm các điều lành. Đấy, cho nên là năm điều nói tuy ngắn gọn chứ mà nó bao gồm cả cái sự ổn định về vật chất và ổn định về tinh thần, ổn định về đời sống về lâu về dài, và cả vấn đề tu học ở trong đó là dạy vấn đề thiện ác và phải bỏ ác làm lành. Rất là hay là ổn định kinh tế, ổn định cuộc sống, có vợ vợ có chồng, ổn định lâu dài và phát triển. Thì đó là năm cái bổn phận mà cha mẹ đối với con cái. Ngày nay cha mẹ cũng nên cân nhắc về năm cái điều này. Có thể gia giảm, nhưng mà trên căn bản thì cũng nên cân nhắc điều kiện này. Và cha mẹ ngày nay nhất là ở hải ngoại thì nó cũng hơi khó, một điều là cũng hơi khó dạy con đó. Nếu mình không khéo léo, mình dạy từ nhỏ, người ta nói là mang mà không uống thì tri uống sao được. Hay là nếu mình làm gì đó ở Việt Nam gọi là thương cho roi cho giọt á, mình cũng còn hình sự để mà răng nhắc được cho ở đây, mình không dám động tới. Nhưng mà cha mẹ phải khéo léo, phải dạy, phải uống, phải kèm làm sao trong cái năm điều dạy đó, nhưng mình phải khéo léo. Và nhất là mình mang con tới chùa từ sớm á, cái lớp mà anh Vũ, để mà nhờ chùa người ta dạy nữa, các quan trưởng gia đình Phật tử người ta dạy giùm cho mình. Thì ở trường người ta chỉ dạy chữ nghĩa, tranh đấu về vật chất, về kỹ thuật về thôi, chứ họ không cái đạo làm người á. Thì ở chùa dạy rất là nhiều hả, nhiều khi cái kia là để mà lớn lên, để mà kiếm miếng ăn cuộc sống thôi. Còn cái dạy về cái đạo sống và cái đạo làm người và cái đạo tu tập người hiền người thảo. Thì như thế thì khuyên cha mẹ ngày nay nên cân nhắc và nên nhờ chùa dạy nữa về cái phẩm chất đạo đức con người, ở trong đó điều thiện điều ác, quý thầy hay là các huynh trưởng gia đình Phật tử dạy thêm, huấn luyện thêm về cái môi trường lành thiện. Đó là bổn phận của cha mẹ đó với con cái. Cảm ơn nghe đồng chí rất là nhiều, thưa vị đó. Chứ chúng ta thấy rằng là Đức Phật rất công bằng không? Con phải có hiếu thảo đối với cha mẹ, rồi cha mẹ cũng có những cái điều đối với con. Ví dụ giờ con nuôi con không lớn rồi á, thì phải dựng vợ gả chồng đó chứ, cho học mở thông trí của tuệ, dựng vợ chồng có thể làm ăn, không sao con được nên thân. Như vậy thì muốn mà cho con chỉ nên thân mà thôi. Cái cha mẹ lo lắng nhất là đứa con, ví dụ nó hư hỏng, nó đi ra ngoài, nó giao du với bạn ác, làm tất cả những việc ác. Như vậy thì có bổn phận làm cha mẹ thì xin tất cả những người ở đây, ngày xưa kia cái khi mà cái thằng lớp mới đầu ha, mà những cái người mà mới vượt biên qua hay là sinh con đẻ cái bên đây rất là khó, bởi vì ít tiếng Anh. Bây giờ đây thì cái thế hệ thứ hai nó rõ tiếng Anh nhiều hơn rồi, thì muốn cho con nên và giữ gìn cái đạo Phật của chúng ta, tương lai của chúng ta, thì cố gắng nên hướng dẫn các em từ sớm
rồi chùa tập nó từ nhỏ thì nó quen cái ảnh hưởng của môi chùa, nó ảnh hưởng với sự từ bi, ảnh hưởng với cái sự chỉ xả đi, thì chắc chắn rằng nó đem lại cái phước báu cho chính mình và cũng như cho con của mình. Như vậy thì cái điều quan trọng nữa bây giờ mình nói chuẩn bị cho tới một cái đời sau nữa, thì ở đây nhân cái ngày Vu Lan mà chúng ta biết rằng là cái ngày rằm Vu Lan đó có cha mẹ hiện tại và cha mẹ quá khứ, và rồi gì tức là đã chết trong còn hiện tại và sẽ chết. Như vậy thì nếu mà cha mẹ của mình đó, sắp chết thì mình phải làm như thế nào để mà đem lại nhiều cái lợi ích cho cha mẹ, và sau khi chết chúng ta sẽ làm gì để đem lại cái lợi ích, đó là cái điều mà cần yếu cho cái cuộc sống ngay trong hiện tại của chúng ta đây, để gọi rằng là báo hiếu đó, báo hiếu trong hiện tại, rồi báo hiếu rồi quá khứ, rồi cũng nói kiểu là sẽ đó, tức là sắp chết nữa sẽ đó. Thì không biết là như vậy thì mình sẽ làm những cái điều gì khi cha mẹ già yếu và sắp chết, thì xin thỉnh ý Hòa Thượng chia sẻ cùng với đại chúng. Anh Chí Đạo Phật xin cảm ơn Hòa Thượng. Thưa quý vị, cha mẹ ở cái tuổi già nua hơn bất cứ lúc nào còn rất nhiều đến cái sự chăm sóc hỗ trợ của con cháu. Cái tuổi già nua thì chẳng khác nào như là chúng ta ở cái tuổi thơ bé, đi đứng không có vững vàng, đôi lúc không thể tự mình chăm sóc cho bản thân mình. Thì ngày xưa chúng ta cùng bé cũng như thế thôi. Do vậy mà cha mẹ ở tuổi già nó cần đến cái sự hỗ trợ của con cháu, nhưng mà chuẩn bị một cái hành trang để khi cha mẹ mãn phần thì những gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị đầy đủ để giúp cho cha mẹ có thể trở về cõi Phật. Và sau khi cha mẹ mãn phần, tổ chức tang lễ cũng phải y với chánh pháp. Có nhiều người không có hiểu được chánh pháp cho nên tổ chức mang cái tính mê tín dị đoan, cái đó nó sẽ không giúp gì nhiều cho cái sự vãng sanh của cha mẹ. Xin chí đạo Phật. Đi Phật cảm ơn Hòa Thượng. Đâu quý vị thấy đó, không phải là sau khi chúng ta chết thì chúng ta báo hiếu đâu, mà ngay trong cái cuộc sống này, không, cha mẹ cần thiết, rất là cần sự giúp đỡ chúng ta. Không cần phải tiền bạc hay muốn ăn muốn uống gì cả, nhưng mà muốn gì có sự hiện diện của con, thăm hỏi của con, không cho nên cái ngày rằm Vu Lan này quý vị nên cố gắng làm thế nào đó, mặc dù cha mẹ xa thì quý vị giở điện thoại lên thăm hỏi một câu, ở tiểu bang khác cũng được, cha mẹ ở Việt Nam cũng được, nó được thì quý vị ngay ngày rằm này quý vị gửi món quà nào đó cho cha mẹ, không, thăm hỏi một câu. Rồi ở gần hiện tại quý vị tới ngay, chứ đừng có gửi gì hết á, đừng có gọi điện thoại gì đó, tới ngay thăm hỏi cha mẹ mình. Dù cha mẹ mình nằm đó không biết cũng được, nhưng mà bày tỏ cái sự thương yêu, sự kính mến, cái sự báo ơn của mình, chứ không mình nói cha mẹ nằm không biết thôi, tới thăm chi, nó vô bổ, không được đâu. Cho nên chúng ta hãy cố gắng như vậy. Thì chúng con xin cảm ơn chư Tôn Đức đã cùng làm trong cái chương trình nhân cái ngày rằm này về Vu Lan báo hiếu này. Và cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Cầu nguyện tất cả quý vị có một cái ngày Vu Lan thật hạnh phúc bên cha mẹ. Và nếu ai không còn cha mẹ nữa thì mình cũng hạnh phúc với những gì việc lành mình đã làm để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Và quý vị có muốn đóng góp cho chương trình hoặc là có thắc mắc điều gì thì xin quý vị gọi vào những số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị và gia đình được vô lượng an khương, thành tựu như nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xây thương thân tình trong đạo Phật.